chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 5 tháng 5, gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày. Nguồn tin từ báo Người Lao Động, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tòa án đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử. Năm tháng 5, thời hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, quê ở An Giang, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, theo quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chính thức kết thúc. Một nguồn tin xác nhận, trong ngày 28 tháng 4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tòa án nhân dân cung cấp đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hôm qua ngày 4 tháng 5, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam tòa hình sự thụ lý và giải quyết vụ án trên. Và theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Cáo trạng thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật của cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân. Đối với ông Đặng Anh Quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream của bà Hằng và cổ vũ tinh thần tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Đối với bà Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tấn đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội kết nối với các tài khoản mạng xã hội và Internet, thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để bà Hằng livestream và đăng tải các bài viết của bà Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ định của bà Hằng. Và đó là thông tin ngày 5 tháng 5. Và nếu anh em thấy hay, đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chung. Tạm biệt.